Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi ở quận 9 là hai chị em sinh đôi bị dính liền vùng bụng chậu, kiểu khiếm khuyết cực hiếm gặp trên thế giới. Hai chị em phát triển gần như trẻ bình thường, cùng lứa tuổi. Với mong muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích. Hai chị em cũng rất kiên cường, vượt qua ca đại phẫu thuật nguy hiểm nhưng nhân văn nhất trong đời. Vào sáng nay, hai bé có thể tự ngồi dậy và cười tít mắt khi các y bác sĩ pha trò. Chị Trúc Nhi còn rất thích chơi trò ú à với các điều dưỡng sau mỗi cữ sữa. Em Diệu Nhi thì liên tục lắc lư đôi bàn tay theo từng giai điệu bài hát của các cô.